sự thành công của chương trình đào tạo. Dạ, xin cảm ơn. Tiếp theo xin mời thầy Lê Thanh Liêm. Xin chào các anh chị. Thì hôm nay cũng rất là vinh dự, may mắn để có một ngày làm việc với các anh chị ở đây. Anh chị cũng rất là vất vả để ngày thứ bảy mà cả ngày ở đây thì hơi vất vả. Thì chúng ta cũng cố gắng để cho bù đắp lại cái vất vả đó là bằng cái những cái gì mà mình có thể thực tế nhất là mình có thể ứng dụng. Thì một chút xíu thì cái nội dung của chương trình của cái, theo cái yêu cầu của ngày hôm nay thì nó quá lớn. Là siêu âm đàn hồi là một cái lĩnh vực cũng khá lớn và nó ứng dụng trong diện rộng. Và muốn hiểu về siêu âm đàn hồi thì chúng ta lại bắt đầu từ BMOD, Doppler thì nó còn lớn hơn nữa. Và siêu âm cơ xương khớp á, thì cũng là một cái đề tài rất lớn mà ở Medit Hòa Hảo từ lâu thì chúng ta đã đào tạo trong 2-3 tháng. Thì với một buổi chiều thì chúng ta cũng không có tham vọng nhiều quá. Tôi làm slide thì in trong đó thì cũng hơi dài đó để cho mình dễ tham khảo. Còn thời gian cho phép thì nó không đủ để mình nói hết những cái trong slide đó. Cho nên là có những lúc chúng ta chỉ nói những cái gì cơ bản nhất, rồi sau đó anh em từ từ mình đọc lại rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Còn hy vọng là IMED có thể làm những cái lớp sau nữa để sâu hơn về một cái chủ đề khu trú đó. Lúc đó mình phân tích nó sâu rộng về một vấn đề, ví dụ như cái khớp vai thôi đó, là đã mất hết một buổi rồi. Mất hết một buổi để lý thuyết và một buổi để thực hành cả ngày ta mới làm được. Cho nên là chúng ta không có tham vọng quá nhiều trong một ngày, thì chúng ta sẽ nói những cái gì cơ bản nhất có thể và dành thời gian còn lại để chúng ta thực hành trên máy. Chúng ta khoảng 30 người thì không biết là có sẽ thực hành đủ được hết được không, nhưng mà chúng ta sẽ xem các bạn thực hành cũng được. Thì chúng ta bắt đầu ha Đức. Chúng ta bắt đầu. Alo. Lại đầu tiên nó thiếu chữ tạo. Này công ty đào tạo chứ không phải là đào. Yeah. Cho nên khúc này khỏi quay. Thêm vô. Mấy anh chị đây thì không có tác dụng. Thì cái phần trình bày phần đàn hồi buổi sáng nay chúng ta qua một chút xíu về tổng quan và nguyên lý kỹ thuật ACP và ứng dụng trong bệnh gan và tuyến giáp. Sau một chút xíu nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ bắt đầu ứng dụng trong khối u tuyến vú và các cơ quan khác. Thì về đàn hồi thì chúng ta cũng không nói nhiều nữa, chúng ta cũng đã biết từ lâu rồi. Thì cái siêu âm đàn hồi là một cái kỹ thuật siêu âm để khảo sát tính đàn hồi của mô. Tức là từ đó cái nôm na thực tế chúng ta hiểu là độ cứng của mô. Và cái chuyện mà độ cứng của mô, cái tầm quan trọng nó như thế nào thì cũng từ vài trăm năm nay, nhiều từ khoảng đây 400 năm trước công nguyên đây. Ông thầy của ông tổ ngành y, ông cũng đã khẳng định là cái gì mà nó cứng thì nó sẽ dẫn tới cái có nguy cơ cái chết nhanh. Tức là cái độ cứng của mô nó liên quan trực tiếp tới cái bệnh học của cái mô đó.
Và từ lâu trong siêu âm thì chúng ta dùng BMOD và Doppler, tức là cái đó là một cái khía cạnh về phản âm và dòng chảy, chứ nó không phải là độ cứng. Và bây giờ kỹ thuật đàn hồi nó phát triển là cho chúng ta khảo sát về độ cứng. Và ta có cái khái niệm gọi là sờ ảo đây. Sờ ảo là nó dùng cái từ đó để nó thể hiện sự khác biệt với sờ thật. Chúng ta sờ thật là chúng ta sờ bằng tay. Sờ bằng tay thì nó có cái đặc điểm gì chúng ta có thể phân biệt được. À, ví dụ hồi đó ta học sờ gan, ta nói là cái gan nó cứng, nó chắc hay nó mềm. Thì cứng, chắc, mềm là một cái từ nó mang tính tương đối. Và một cái tương đối thứ hai nữa là cái người này sờ nói cứng nhưng mà người kia lại nói chắc. Tức là giữa người này với người khác không có thể so sánh nhau được. Cái đó là sờ thật nhưng mà nó có những cái khuyết điểm của nó. Và tới sờ ảo là thế nào? Sờ ảo tức là người ta thông qua một cái công nghệ dùng cái máy siêu âm và sóng âm để người ta nói lên được cái độ cứng của mô thì nó gọi là sờ. Nhưng mà sờ thông qua một gián tiếp qua một cái công nghệ thì người ta tạm dùng cái từ sờ ảo. Dạ, chúng ta là như vậy. Thì mục đích cuối cùng cũng là nói lên cái độ cứng của mô để nói lên coi cái mô đó nó biến đổi như thế nào. Thì chúng ta gộp lại các thông tin thế này. Với cái hình này thì chúng ta thấy là cái hình BMOD, tức là sự khác biệt của cái U và cái mô xung quanh này dựa vào cái mức độ sóng âm mà nó phản hồi về đầu dò. Dựa vào echo, tức là dựa vào mức độ phản âm. Thì nó cho ra được cái phản âm và cái cấu trúc giải phẫu của tạng và của hình thể của cái tổn thương. Trong khi đó Doppler thì ta khảo sát sự tưới máu, khảo sát các dòng chảy. Và bây giờ tới cái hình đàn hồi, chúng ta thấy cái hình nó cũng trên cái nền giống như hình này. Nhưng mà không phải là vẽ, không phải là tô màu lên cái hình BMOD. Mà là cái hình này toàn bộ tất cả cái yếu tố này không liên quan gì tới phản âm và không liên quan tới diện dòng chảy tưới máu. Mà nó là một cái hình về độ cứng. Tức là trên cái hình này chỉ có vấn đề là cứng với mềm, chứ không có nói là phản âm nhiều, phản âm ít gì hết. Cứng và mềm thôi. Và chúng ta thấy là với cái hình này thì chúng ta khảo sát được cái mức độ biến dạng của cái tổn thương đó. Tức là nói lên cái cấu trúc cơ học và cái độ cứng của mô. Và khi mà có cái công nghệ này thì người ta sẽ đặt rất nhiều câu hỏi. Anh có thể dùng một duy nhất công nghệ này để khảo sát không? Thì trả lời là không. Và chúng ta vẫn dùng trên cái nền tảng là có BMOD, có Doppler và có thêm một cái thông tin về độ cứng để tổng hợp những cái thông tin đó cho ra cái độ chẩn đoán, nó, độ chính xác nó cao hơn. Và nó giảm sinh thiết là một cái quan trọng nhất của kỹ thuật này, cái lý do mà nó ra đời. Thì trong cái lịch sử phát triển, ta thấy là bắt đầu từ năm 90 là người ta nhen nhóm những cái nghiên cứu đầu tiên về siêu âm đàn hồi trong tiền liệt tuyến rồi. Tức là tới giờ đã gần 30 năm rồi. Thì chúng ta bây giờ tiếp cận nó cũng hơi trễ một chút. Nhưng mà đối với Việt Nam thì cái đề tài này cũng là một cái đề tài đang rất là hot. Và chúng ta thấy là trong cái lịch sử ngành siêu âm đây, chúng ta thấy là từ BMOD lên tới Doppler thì ở chỗ này là một cái bước ngoặt của ngành siêu âm vào những năm 80 đó. Tại nó chuyển từ BMOD qua Doppler là một làm thay đổi nhiều cái thông tin chẩn đoán và làm chẩn đoán chính xác hơn. Và người ta qua nhiều giai đoạn siêu âm contrast, rồi siêu âm 3D, 4D, rồi bây giờ tới đàn hồi. Thì đàn hồi này người ta mới cho rằng nó là một cái bước ngoặt nữa của ngành siêu âm. Tức là nó làm thay đổi cái cách nhìn về cái chẩn đoán của siêu âm. Thì tổng hợp hết tất cả các cái dòng đàn hồi lại thì chúng ta có thể chia làm hai cái nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất á, gọi là Stranolato. Tức là ta để nguyên cái từ chữ này để dùng luôn thì càng tốt. Tại vì khi chúng ta phiên dịch lại á, thì nó có sự khác biệt. Miền Nam, miền Trung, miền Bắc á, thì cái dùng từ nó cũng hơi khác một chút. Nếu chúng ta có thể nói chung với nhau là Stranolato thì nó tốt. Và cái cơ chế nó thế nào thì chút nữa chúng ta sẽ xem. Và cái loại thứ hai là gọi Shewey, tức là dựa vào sóng biến dạng. Thì với cái loại hình đầu tiên này nó chỉ dùng được tới mức định tính và bán định lượng. Và với Shewey ra đời á, thì nó mới đi tới cái mức định lượng. Về mặt độ cứng mà gọi là định lượng thì chúng ta sẽ đi tới cái đơn vị gọi là kilopascal, nó gọi là định lượng. Còn những cái kia là nói về độ cứng, cứng nhiều, cứng ít, nó có con số của nó, mức độ của nó, nhưng mà mức độ đó không phải là kilopascal cho nên ta gọi là bán định lượng. Ví dụ cho người ta chia trên một cái thang có 6 mức độ cứng, ví dụ như vậy, thì này cứng mức độ 4 cũng là có mức độ, nhưng mà mức độ đó trên một cái thang đã ước định thì gọi là bán định lượng. Và khi mà làm cái Stranolato này, chúng ta có ban đầu tiên hết là cái nén bằng đầu dò, chúng ta phải dùng cái tay. Tức là lát nữa chúng ta sẽ thực hành trên cái kỹ thuật Easy Touch của trên cái dòng Siemens này, là nén bằng tay. Và sau đó nó cái nén bằng xung lực âm, tức là lúc đó ta loại trừ cái ảnh hưởng của cái tay, tức là nén bằng tự động, hoàn toàn tự động. Tức là nó, và tạo hình của nó cũng là tạo ra một cái hình dựa vào cái sự biến dạng của mô, cho nên nó gọi là Stranolato. Và cái này là toàn bộ là định lượng.
chúng ta thấy là theo như các cái dòng, các cái kỹ thuật ở trên cái máy mà chúng ta đang có nè, chúng ta có tất cả các dòng này đều có hết, các cả loại hình đều có. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu về cái strand lotto, chúng ta thấy một cái hình mô phỏng rất là hay. Chúng ta phải dùng đầu dò, ta ấn vào mô một cái lực, thì trong này nó có sẽ thể, những cái mô nào mà mềm nó sẽ bị ép dẹp nhiều, và cái mô nào cứng nó sẽ bị ép dẹp ít. Và cái cơ chế của nó trong sách vở mà anh chị đọc trên tài liệu thì rất là miên man, nó nhiều lắm. Nhưng mà hình dung là như thế này nó dễ nè. Đầu tiên ấy, khi ta đặt đầu dò vào một cái mô thì máy siêu âm nó sẽ ghi nhận một cái hình là BMOS, cái hình đầu tiên. Khi ta ấn đầu dò xuống cái mô này nó biến dạng thì máy siêu âm nó sẽ ghi lại cái hình thứ hai. Thì khi máy nó có nhiệm vụ là nó so sánh hai cái hình nó lại với nhau, nó sẽ thấy được cái chỗ nào là dịch chuyển nhiều, chỗ nào là dịch chuyển ít. Và khi cái chỗ dịch chuyển nhiều như thế này nè, nó sẽ mã hóa ra thành cái màu gọi là màu mềm. Cái chỗ nào mà nó thấy dịch chuyển ít, nó sẽ mã hóa ra thành cái màu gọi là màu cứng. Nó gộp hết những cái hình ảnh đó, cứng và mềm nó vào một cái bản đồ này, gọi là bản đồ đàn hồi hay là electrogram đây. Thì như vậy thì khi mà nhìn cái bản đồ đàn hồi này, các bạn sẽ xem cái thước chỉ thị độ cứng đây. Thì như vậy thì cái màu hard đây là cái màu tương ứng với cái chỗ đen. Vậy thì cái chỗ nào trên hình này màu đen là cứng, còn cái chỗ nào màu trắng là mềm. Và những cái chỗ mà còn lại màu xám là trung gian. Vậy thì cái bản đồ này tất cả là độ cứng, dựa vào mức độ biến dạng của mô đó, dựa vào cái hình trước khi đè và cái hình sau khi đè. Cái máy nó có nhiệm vụ làm cái việc đó. Ok. Rồi, chúng ta tiếp theo như vậy thì khi mà chúng ta làm được cái hình như thế này nè, thì khi đọc kết quả cái hình thì tôi nhắc lại, chúng ta sẽ nhìn cái thanh chỉ thị độ cứng này giống như là khi chúng ta làm Doppler, chúng ta phải nhìn cái thanh chỉ thị màu đó, màu xanh màu đỏ hướng về đầu dò, xa đầu dò. Thì đối với cái đàn hồi thì chúng ta nhìn cái thanh này để chúng ta coi chỗ nào cứng, chỗ nào mềm. Vậy thì nhìn vào cái bản đồ này chúng ta thấy được cái chỗ cứng, chỗ mềm. Và ta sử dụng cái bản đồ đó ra chẩn đoán như thế nào? Thứ nhất là ta sử dụng cái độ cứng tương đối của tổn thương. Tức là trên cái hình này chúng ta sẽ định tính được, chúng ta thấy được là ví dụ cái u này các bạn thấy như thế này thì so với mô xung quanh là nó cứng hơn hay mềm hơn? Cứng hơn đó. Vậy là nó do là tổng thể là nó màu đen hơn. Và chúng ta thêm một bước nữa gọi là định tính nữa, là trong một khối u này cứng toàn bộ hay là chỉ cứng chỗ mềm? Lại là cái định tính thứ hai. Anh chị có nhìn thấy không? Chỗ đen nhiều là cứng nhiều, chỗ mềm, chỗ trắng, chỗ xám, chỗ đen. Tức là cái u này cứng nhưng mà cứng không đồng nhất. Đó là hai cái yếu tố. Và dựa vào cái phân bố độ cứng này nè, và tương quan độ cứng so với mô xung quanh, người ta đưa ra cái điểm đàn hồi. Như vậy thì ban đầu khi mà cái hình nó đập vào mắt mình là định tính thôi. Thế mình làm cái hình mình nhìn, mình đánh giá là định tính. Nhưng mà khi đưa ra được cái điểm đàn hồi trong cái thang điểm 5 điểm, 6 điểm gì đó, thì nó có cái con số cụ thể, nó gọi là bán định lượng là như thế đó. Tức là tới bước này gọi là bán định lượng. Ngoài ra thì chúng ta còn nhiều cái thông số khác thu thập được từ cái hình này. Ví dụ như chúng ta nói là cái mô chỗ này nó biến dạng ít hơn mô xung quanh, cho nên mình nó thể hiện là cứng hơn. Nhưng mà ít hơn bao nhiêu lần thì nó sẽ đo được, nó gọi là tỷ lệ E/B này, gọi là strand ratio. Tức là cái độ biến dạng nhiều hay ít giữa cái mô này so với mô xung quanh, biến dạng nhiều hơn bao nhiêu lần hoặc ít hơn bao nhiêu lần, thì nó cũng là bán định lượng. Và một cái mà tôi rất là thích là cái này, cái tỷ lệ E/B này nó rất có ý nghĩa để chẩn đoán tổn thương ác tính. Tại sao? Ví dụ một cái hình này nè, chúng ta thấy trên BMOS chúng ta thấy một tổn thương yêu cầu kém ở trong trung tâm này. Nhưng mà trên cái hình đàn hồi á, thì cái tổn thương mà cứng á, nó lan ra rộng khắp xung quanh thế này. Có nghĩa là ý nghĩa là một cái ung thư mà nó xâm lấn ra cái mô xung quanh khi mà nó chưa thể hiện được trên hình BMOS á, thì nó đã làm thay đổi độ cứng của cái khu vực đó. Chính vì vậy mà cái hình đàn hồi nó phát hiện luôn cái viền xâm lấn của khối u đó. Như vậy thì ta lấy cái diện tích của cái khối u mà trên hình đàn hồi, ta chia diện tích của khối u trên hình BMOS, mà tỷ lệ nó chênh lệch càng lớn thì cái u đó càng có nguy cơ ác tính cao. Và một cách đơn giản hơn, người ta không dùng tới diện tích, người ta dùng đường kính thôi. Tức là người ta lấy đường kính của khối u trên hình đàn hồi chia cho đường kính khối u trên BMOS. Cái tỷ lệ đó càng cao thì cái u này càng nguy cơ ác tính.
Và cái hình này là một cái mà em tâm đắc nhất về cái khả năng của cái Stenolato mà dùng để chẩn đoán khối u ung thư đó. Cái hình này rất là hay. Như vậy thì trên các tài liệu các anh chị sẽ thấy cái khái niệm là Y trên B, tức là Elato trên BMOD đó, là tỷ lệ chia với nhau. Vậy thì với một cái hình Stenolato chúng ta có thể thu thập được nhiều thông tin thế này. Nhưng mà thông thường chúng ta chỉ cần dùng elasticity score, điểm đàn hồi, và thêm một cái nữa tỷ lệ đường kính hay tỷ lệ diện tích nữa là ok, là đủ để kết luận. Rồi, một chút xíu về cái Seaway Elato đây. Thì chúng ta thấy là cái cơ bản nhất của về cái vật lý sóng âm á, thì chúng ta hiểu thế này. Khi mà sóng âm nó có hai loại, một cái là sóng dọc và một cái là sóng ngang. Và sóng dọc đó là cái sóng gọi là sóng tới đó, cái phương nó song song với cái phương truyền sóng gọi là sóng dọc. Và sóng ngang là cái sóng vuông góc với cái phương truyền sóng. Và cái đặc điểm của sóng dọc trong siêu âm á, là cái sóng mà vận tốc rất là nhanh, nó khoảng 1540 mét giây, tức là từ nào giờ mình làm siêu âm là bằng cái sóng dọc đó. Và máy siêu âm nó ghi nhận cái hình ảnh sóng đó rất là tốt. Nhưng mà sóng ngang á, là cái sóng nó đặc biệt, vận tốc của nó có khoảng từ 0 tới 10 mét giây thôi. Cho nên từ lâu trong ngành y người ta biết được là có cái sóng ngang đó, nhưng mà máy móc thời điểm đó không đủ khả năng để ghi nhận được cái sóng chậm như vậy. Cho mãi tới khi những cái máy mà cao cấp như thế này, tức là những cái máy rất mạnh, cái độ tốc độ xử lý nó phải nhanh hơn vài trăm lần so với cái máy cũ, thì nó mới có khả năng ghi nhận được những cái vận tốc sóng mà không tới 10 mét giây đó. Từ đó thì cái siêu âm mà siêu quay này nó mới ra đời. Thì cái siêu quay nó hình thành như thế nào? Ta lấy mô phỏng một cái hình này, ta ném một vật gì đó lên mặt nước, dùng một chiếc lá đụng vào mặt nước. Tức là cái phương ném của cái vật đó xuống đây là một cái sóng gọi là sóng dọc, tức là vận tốc nhanh. Và khi mà tác dụng vào mặt nước á, thì cái sóng nước đó, nó lan ra xung quanh là theo vuông góc với cái phương tới này. Tức là lá từ trên rơi xuống và sóng đi ngang như thế này. Thì cái vận tốc sóng này là vận tốc đại diện cho cái siêu quay, tức là vận tốc chậm. Và cái kỹ thuật siêu âm này là người ta, đây, ta đặt đầu dò vào cái vùng ta cần khảo sát. Đặt cái roi này là cái nơi mà ta muốn khảo sát cái độ cứng của nó. Và khi chúng ta khởi động chương trình thì máy nó sẽ phát ra một cái chùm sóng âm tập trung. Nó đánh một cái, nó đánh bụp một cái theo cái hướng dọc này. Thì nó làm cho mô ở cạnh cái mép roi này nè, nó đánh theo bên mép roi nè, là mô này nó biến dạng đi và nó sinh ra cái sóng ngang đi vuông góc. Và tiếp theo á, cái đầu dò này nó có nhiệm vụ là nó phát ra một cái chùm tia gọi là siêu nhạy đi qua cái roi này, để nó phát hiện cái sóng đi ngang này, nó phát hiện được cái đỉnh sóng, nó biết được cái thời gian phát sóng, nó biết được cái đỉnh sóng, tức là cái khoảng cách từ cái đỉnh sóng nó tới chỗ phát là bao nhiêu, tức là nó có khoảng cách, có thời gian, từ đó nó tính ra vận tốc. Cái cách đơn giản vậy thôi, về vật lý nó đơn giản vậy. Nó làm thì thực hành thì rất phức tạp, nhưng mà vật lý thì đơn giản nhanh chóng. Chúng ta thấy là đánh một sóng dọc, sau đó sinh ra sóng biến dạng và phát một chùm sóng siêu nhạy để đo vận tốc sóng biến dạng này. Thì khi có được vận tốc sóng biến dạng thì chúng ta dùng nó như thế nào? Thì chúng ta phải dùng một cái nguyên tắc vật lý là sóng âm nó sẽ truyền trong cái vật chất mà càng cứng thì nó đi càng nhanh. Đó là cái vật lý cơ bản nhất của sóng âm. Trong cái mô càng cứng thì sóng âm nó đi càng nhanh. Vì vậy ta đo vận tốc này nó càng cao thì chứng tỏ cái mô nó càng cứng. Và cái đó là cái gốc của tất cả các cái siêu âm đàn hồi. Gốc của tất cả siêu âm đàn hồi là mét giây chứ không phải là kilopascal. Rồi, dùng cái nguyên tắc vật lý đó. Vậy thì bây giờ người ta lại muốn là đàn hồi, độ cứng là phải kilopascal. Rất đơn giản. Chẳng qua là một cái phương trình chuyển đổi gọi là phương trình dân, dựa vào cái dân modulus đó. Có phương trình dân như thế này. E này là đơn vị là pascal. Và cái C này là vận tốc mà chúng ta vừa đo được. Như vậy thì cái C này là cái gốc. Và cái E này là cái được tính ra từ cái C đó. Vậy thì khi em ví dụ em đo được trên cái gan ca đó là C bằng 2. Thì chúng ta có 2 bình phương là 4 nhân 3 là được 12. 12 nhân với một hệ số B này. Hệ số B này chung chung là 1000. Tức là 12.000 pascal, tức là 12 kilopascal. Chị thấy đơn giản không? Tức là cái cách tính rất đơn giản và cái máy nó sẽ set up sẵn chuyện đó. Bạn muốn ra đơn vị mét giây cũng được. Bạn muốn ra đơn vị kilopascal cũng được. Đó là tùy theo mình muốn. Vậy thì cái bản chất của nó vẫn là vận tốc này càng cao thì mô càng cứng. Vậy thôi. Ví dụ trên gan, chúng ta thấy là cái hình này, để nói trên gan đây. Ví dụ bình thường cái gan chúng ta đo được có 1 mét giây thôi. Nhưng mà cái gan sơ là chúng ta đo được tới 2 mét giây. Khác biệt rất là rõ.
Rồi, đó là một cái tổng quan về cái công nghệ siêu âm đàn hồi nói chung. Rồi bây giờ với Siemens thì nó có cái gọi là AFI đây. Thì bây giờ hiện tại giờ trên cái máy mà chúng ta có thể dùng thử đây, chúng ta thấy là nó có bốn cái dòng đàn hồi như thế này. Thì cái đầu tiên là cái EasyTouch, cái này là cái đầu tiên nó đại diện cho cái strain alato, tức là phải dùng đầu dò nén vào mô và tạo ra cái hình như thế này, tạo ra electrogram. Cái này gọi là strain alato. Thì riêng cái này không có nằm trong cái chữ AFI này, nó là cái tạo hình bằng cách đè nén từ ngoài bằng tay. Còn cái chữ AFI này là tất cả là tự động dùng xung lực âm do đầu dò phát ra, cho nên là nó khác biệt rất là rõ. Và trong cái AFI này chúng ta có cái VTI đây, là đại diện cho cái hình là hình này. Vậy thì về ý nghĩa thì cái hình này với lại cái hình EasyTouch giống nhau, tại vì nó dựa vào mức độ biến dạng của mô khi mà bị đè nén đó. Thay vì bên này thì đè nén bằng tay, còn bên này thì đè nén bằng sóng âm. Nó đè nén vào thì nó tạo ra cái hình này. Vậy thì cái này vẫn là strain alato nhưng mà nó tự động. Còn cái này là strain alato nhưng mà dùng bằng tay. Đó. Còn lại đó, là tới cái mức định lượng dùng siêu wave đó, là chúng ta thấy là có VTQ và VTIQ. Chúng ta sẽ xem phía sau. Đây, nhắc lại. EasyTouch là một cái đại diện cho strain alato. Nó tạo thành cái bản đồ đàn hồi bằng cách nén. Rồi VTI cũng là strain alato nhưng mà lúc đó đầu dò đặt cố định lên mặt da và chúng ta khởi động chương trình thì máy sẽ đánh một xung lực âm dọc theo từng thớ, từng dọc dọc tới tất cả các vùng roi chúng ta cần làm đó. Nó sẽ nén bằng lực âm. Và cũng trên nguyên tắc là cái mô nào bị nén nhiều thì nó mềm, mô nào mà bị biến dạng ít thì nó là cứng, nó chuyển thành cái bản đồ đàn hồi. Cho nên cái này là strain alato nhưng mà tự động. Và phân biệt là nát thì chúng ta đã xem rồi đó, tức là VTI hay EasyTouch cũng dựa vào ba cái yếu tố: điểm đàn hồi, tỷ lệ đường kính, tỷ lệ diện tích hoặc là tỷ lệ cái độ nén. Rồi tới VTQ. VTQ là cái kỹ thuật giống như mô phỏng vừa rồi, dùng xung lực âm tạo lực nén và sinh ra sóng biến dạng ngang và phát ra chùm sóng âm để đo sóng biến dạng ngang và chuyển ra đơn vị là mét trên giây hoặc là kilopascal tùy ý. Và cái VTQ này thì nó sẽ định lượng bất cứ cái vị trí nào mình có thể muốn. Nó khác biệt giữa cái tự động và bằng tay là ở chỗ này. Ví dụ giờ chúng ta dùng một cái nhân giáp đi, nhưng mà tuyến giáp nó to tới như thế này, cái nhân giáp nó nằm sâu, chúng ta đè, cái lực đè của chúng ta trên mặt da không có tác dụng được tới cái nhân giáp nằm sâu, vậy thì chúng ta sẽ thất bại. Nhưng mà với tự động thì lực của sóng âm, cho nên ở mức độ cho phép thì sóng âm có thể đánh tới đó và chúng ta tạo được hình đàn hồi tốt. Nó vậy, khác biệt ở chỗ đó. Và có nhiều khác biệt nữa, chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ xem thêm. Rồi VTIQ. VTIQ ban đầu người ta tưởng là chữ VTI này cộng với lại VTQ thì nó thành ra VTIQ, người ta tưởng vậy, nhưng mà thực sự nó không phải vậy. Tức là khi kết quả của VTIQ là nó tạo được một cái bản đồ đàn hồi cũng giống VTI. Điểm thứ hai là trên cái bản đồ đàn hồi này, tất cả những vị trí này là đều có thể định lượng được hết, cho nên giống VTQ. Nhưng mà nó khác ở chỗ này. Khác ở chỗ không phải là cộng hai cái lại, mà là tất cả các hình này đều là các hình siêu wave cả. Như vậy thì với VTQ á, thì nó chỉ cần đánh một lực, sinh ra sóng biến dạng, rồi đo ở chỗ đó hết, và ra được một con số. Còn VTIQ chúng ta đặt cái roi thế này, máy nó có nhiệm vụ nó làm một lực ở chỗ này, đo ở chỗ này, làm thêm một lực tiếp theo. Tức là nó làm nhiều lần dọc theo từ hết từ mép này qua mép kia của tất cả vùng đó, cho nên toàn bộ cái vị trí trên này nó đều đo được là đều vị trí là vận tốc sóng biến dạng cả. Nó lấy ví dụ, nó đo được ở vị trí này là nó đo được 6.5 m/s, nó cho ra màu đỏ đậm nè. Hoặc là nó đo ở một vị trí kia nó đo được 0.5 m/s, nó cho ra màu xanh dương. Như vậy thì có cái hình này chúng ta vừa thực hiện được cái bước đầu tiên là định tính, chúng ta nhìn vào chúng ta biết nó cứng hay không, cứng đều, cứng đồng nhất, không đồng nhất. Và thêm cái nữa, ta đặt roi vào bất cứ vị trí nào trong này, ta đo được vận tốc sóng biến dạng. Đó là VTIQ, vì vậy mà nó gọi là 2D Seaway là vậy. 2D Seaway, còn kia là Pond Seaway, tức là đàn hồi điểm thôi. Cái kỹ thuật VTQ là tính theo điểm, từng điểm từng điểm. Còn VTIQ là nó gọi là 2D, là nó tạo thành nguyên một cái bản đồ đàn hồi Seaway luôn. Và trên cái hình này chút nữa chúng ta sẽ được xem là nó có những cái hình, những cái mod khác để chúng ta xem chất lượng của cái hình chúng ta làm có tốt không.
và chúng ta có thể xem được cái đường bờ của tổn thương dựa vào những cái mod khác nữa. Chúng ta đi vào cái ứng dụng của siêu âm đàn hồi AFI trong định lượng sơ gan. Thì một điểm chung chung nhất là chúng ta biết được là cái mô gan nó càng sơ thì nó càng nhiều cái collagen trong này, và nó làm cho cái mô nó cứng hơn cái gan bình thường. Gan bình thường thì rất mềm và gan sơ thì rất cứng. Và chúng ta cũng biết được là tất cả các cái bệnh gan tiến triển nó đều đi từ cái gan mềm này cho tới cái gan cứng giống như nhau cả, cho dù là nguyên nhân nào, bất kể nguyên nhân nào, cho nhiều viêm gan C, viêm gan B hay là viêm gan rượu, viêm gan mỡ, tất cả mọi thứ. Thì em đưa cái hình này đây để cho chúng ta nhấn mạnh một cái tầm quan trọng nữa, là cho tới những năm mà từ khoảng 2015, 2016 tới trở về đây á, thì trong cái lĩnh vực gan á, người ta bắt đầu quan tâm nhiều tới cái chuyện gan mỡ. Tại sao người ta lại quan tâm? Tại vì cái tỷ lệ này, trong số những cái người gan nhiễm mỡ, nó sẽ có những người là viêm gan mỡ. Mà viêm gan mỡ thì nó cũng diễn tiến là NASH nè. Viêm gan mỡ là NASH. Nó cũng diễn tiến tới là ung thư gan và diễn tiến tới sơ gan, cũng không khác gì so với viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C. Mà trong khi đó cái mỡ thì càng lúc càng thịnh hành. Ở nước ngoài thì nó đã lâu rồi, người béo phì nó nhiều. Ở Việt Nam chúng ta cũng đã bắt đầu rồi, dinh dưỡng ta đã nhiều rồi. Thì cái chuyện viêm gan mỡ nó sẽ bắt đầu và cả thế giới đang rất quan tâm. Và chúng ta, anh em sau này nếu mà làm trong lĩnh vực gan thì chúng ta phải quan tâm tới chuyện này. Một chút nữa chúng ta sẽ đi sao, tại sao chúng ta quan tâm nhiều. Về chẩn đoán sơ hóa gan á, thì chúng ta thấy sinh thiết gan vẫn là tiêu chuẩn vàng. Và chúng ta cũng thừa biết là tiêu chuẩn vàng này nó cũng tùy thuộc vào cái người lấy mẫu sinh thiết. Phụ thuộc vào cái mẫu đó có đúng chỗ không. Và phụ thuộc vào cái phòng đọc kết quả sinh thiết đó nó có phải là chuẩn không. Có khi một mẫu gửi vào hai phòng khác nhau thì nó lại ra cái F khác nhau nữa. Cho nên là nó là tiêu chuẩn vàng nhưng mà là một cái kỹ thuật xâm lấn. Nó có thể chảy máu, và nhất là chúng ta những bệnh gan, bệnh nhân gan thường có hay kèm theo rối loạn đông máu và những chuyện khác nữa. Chúng ta rất là khó để thực hiện, không thể đại trà được. Và một cái khó nữa là chúng ta không thể sinh thiết để quyết định chẩn đoán, rồi lại 3 tháng, 6 tháng lại sinh thiết để coi diễn tiến. Đó là một cái khó nữa. Cho nên là các cái kỹ thuật đàn hồi thiệt sự ra nó ra đời chủ yếu là vì mục đích này. Chủ yếu để làm sao họ cố gắng cải tiến kỹ thuật để họ thay thế được cái sinh thiết gan này được càng nhiều càng tốt. Nó sẽ giảm cái nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân. Là cái mục đích ra đời của nó. Trong khi các cái phương pháp không xâm lấn thì chúng ta thấy có APRI, FibroTest rồi rất nhiều cái test xét nghiệm khác nhưng mà cái độ nhạy nó không cao. Ví dụ như để chẩn đoán một cái viêm gan mỡ. Tôi nhớ hồi đó tôi thấy một cái hướng dẫn của Hội Nội tiết Hoa Kỳ, người ta đưa ra làm một cái nghiên cứu. Người ta dùng BMOT, dùng các cái yếu tố sinh hóa như là men gan, rồi bilirubin, là nhiều cái yếu tố khác, cộng với lại siêu âm BMOT, để người ta đưa ra cái bảng điểm để đánh giá cái viêm gan mỡ. Nhưng mà thực sự ra cái bảng điểm đó, cái giá trị độ chính xác của nó có khoảng chừng 60-mấy% thôi. Cho nên thực sự không phải là cái quyết định được. Những cái siêu âm thường quy, chưa rồi cộng hưởng từ CT rồi đó, người ta cũng cố đi tới cái bước đó nhưng mà để định lượng sơ hóa gan cũng chỉ mang tính là định tính, cũng không phải là tất cả được. Lấy ví dụ một cái hình như thế này, khi anh em mình làm siêu âm thì thấy cái hình này thì ai chả biết là viêm gan mãn hay là sơ gan, đó là ai cũng biết. Nhưng mà nếu vô cái tình huống gọi là cái sơ gan hóa gan mà nốt nhỏ đó, cái hình nó chỉ là cái hình này là hơi tối rồi, nhưng mà đáng lẽ là nó hình phản âm dày thôi. Cái hạt nó rất nhỏ và chúng ta rất là lăng tăng, không thể quyết định được là nó là có thực sự là viêm gan hay không viêm gan. Thì tình huống này nó hay xảy ra đối với trường hợp nào viêm gan mỡ, viêm gan C, hoặc là những cái bệnh rất là hiếm gặp. Ví dụ như anh em có thường gặp bệnh như là viêm gan do bệnh Wilson chăng. Những tình huống đó, cái hình cái gan chúng ta chỉ thấy phản âm dày thôi. Hiếm khi nào chúng ta thấy được cái hình như thế này. Vậy thì những cái này là những cái giới hạn của siêu âm thường quy. Lấy ví dụ một cái trường hợp này. Chúng ta thấy một cái gan phản âm dày, bờ gan thì cũng tương đối là đều, không có thô hạt gì rõ, vách của tĩnh mạch cửa thì cũng không dày, thành túi mật cũng không dày, mọi thứ thì chỉ là gan phản âm dày thôi. Và kích thước hơi lớn một chút, khoảng 16cm bề cao gan phải. Thì trường hợp này thông thường chúng ta sẽ chẩn đoán là gì? Gan nhiễm mỡ. Và bệnh nhân sẽ hỏi câu tiếp theo là tôi sẽ làm gì? Chúng ta sẽ trả lời gì? Tiếp theo là giảm ăn và tập thể dục. Đó, hết.
Vậy thì lúc đó thì chúng ta sẽ có sai sót. Sai sót thế nào? Chúng ta không biết được cái ca này là F4. Tức là những cái tình huống này là những cái tình huống nằm trong cái giới hạn của cái siêu âm thường quy. Chúng ta không thể nào ai mà cao tay tới độ, nếu mà cẩn thận lắm các anh chị có thể ghi nhận ca này nghi ngờ có viêm gan. Nhưng mà để nói nó tới F3, F4 thì không thể, không đủ yếu tố để nói. Thì siêu âm đàn hồi sẽ giúp chúng ta nói được cái chuyện đó. Ví dụ như cái gan bình thường tôi nói nãy đó, nó khoảng chừng 1.2, 1.3 trở xuống thôi. Thường thường là 1.1.1. Giờ đo lên tới 2.1. Thyroscan lên tới 20 kPa, trong khi bình thường nó có 5.6 trở xuống. Đó. Tức là những cái thông số mà đàn hồi có thể nói được, nhưng mà siêu âm thường quy chúng ta không nói được. Một trường hợp khác, một bệnh nhân này kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, hoàn toàn gan nhiễm mỡ, năm nào cũng gan nhiễm mỡ. Nhưng mà lần đó bác sĩ ở chỗ kiểm tra sức khỏe lại thấy bác này có một cái nang gan. Thì bác lo lắng, tại sao trước nay không có mà bây giờ có, bác mới vào Medis để xét nghiệm khám lại. Thì khi tôi thấy cái khối này, nó vị trí rất khó, vị trí nằm ở vùng mù, tức là vùng phân thủy 8 mà bị che với phổi đó. Cố gắng lắm mới thấy được cái hình như thế này. Thì ta thấy là cái nền gan phản âm dày và cái nốt này nó phản âm kém mà gần như trống thế này. Cho nên ta nghĩ là nang gan là phải rồi. Nhưng mà nhìn kỹ chút xíu nữa ta thấy đường bờ nó không có căng giống như cái nang. Và tôi nghi ngờ, tôi làm Doppler thì cố gắng lắm thì thấy một tí mạch máu ở chỗ này. Nghi ngờ này là cái u đặc. Khảo sát thử đàn hồi thì một cái điều bất ngờ nó xuất hiện. Cái thứ nhất, cái gan mà từ nào giờ mình nghĩ là gan nhiễm mỡ đó, nó lên tới 3.38. Tức là rất 1.90, 1.8 trở lên là đã là F4 rồi. Này tới 3.38. Và cái bất ngờ thứ hai là cái này là một cái khối u đặc rõ ràng và độ cứng nó tới 2.8. Tức là so sánh giữa những một số nghiên cứu ta thấy giữa u lành và u ác đó, thì cách ốp nó khoảng 2. Thì này lên tới 2.8. Tức là cái u này bản thân nó là mềm hơn so với mô gan nền, nhưng mà so với những ngưỡng cách ốp đó, thì nó là cao hơn so với những cái u gan lành tính. Và sau đó thì CT cộng hưởng từ và phẫu thuật ở bệnh viện Đại học Y Dược ấy, đã xác nhận được là một cái ung thư gan trên cái nền sơ gan. Vậy thì như vậy thì với cái hình này, với ca này, chúng ta thấy là cái xét nghiệm của họ không có viêm gan B, không viêm gan C, mà hiếm khi uống rượu, năm uống vài chung. Và chúng ta thấy là BMOT cũng nói lên được gan nhiễm mỡ, nang gan. Và chúng ta thấy là chỉ có siêu âm đàn hồi nó nói lên một cái đầy đủ về ca này, tức là nói về độ cứng của tổn thương gan và độ cứng của khối u, nó đưa tới chẩn đoán chính xác hơn. Một trường hợp khác, bệnh nhân nam 38 tuổi, các anh chị thấy một nốt phản âm dày ở trong gan thế này, anh chị sẽ nghĩ nó là cái gì? Đặt hàng đầu là hemangioma. Hàng tiếp là gì? Hàng tiếp nó là cẩn thận hơn, chúng ta thấy cái gan này có biến dạng đường bờ. Trên nền viêm gan mạng mà xuất hiện một nốt phải có nghi ngờ HCC chứ. Nhưng mà hình ảnh thế này chúng ta có thể nói là nó tái tạo chăng? Ví dụ vậy, tức là chúng ta có thể đưa ra nhiều hướng chẩn đoán. Nhưng mà với đàn hồi thì nó nói được cái gì? Thứ nhất, cái nền gan như thế này đó chính là nó là F4. 2.16 rồi. Và thứ hai là cái khối u này cũng 2 mấy luôn. Và đặc biệt một cái điều rất là hay trên cái hình VTI nè. Chúng ta dùng cái mấy hình, cái bản đồ hình Stranolato, tức là nhưng mà tự động bằng VTI trong gan. Ta thấy cái khối u này nó như thế nào các anh chị? Thứ nhất là nó đen hơn số mô nền. Thấy không? Tức là nó hơi cứng hơn một chút. Cái thứ hai là cái đường kính của khối u trên cái hình đàn hồi này nó lớn hơn so với cái hình bên BMOT. Yếu tố thứ hai. Hai cái yếu tố để cho thấy cái thứ nhất là nền gan là F4. Một nốt mới xuất hiện là có nguy cơ HCC cao rồi. Thứ hai nữa, cái u đó nó lại to hơn so với BMOT, lại cứng hơn mô gan nền. Vậy thì cái khả năng HCC nó rất cao. Trường hợp này là một cái yếu tố rất là hay. Ca này thì sau đó không có mổ, chỉ dừng lại kết quả ở cộng hưởng từ và cái alpha B cao thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là cái việc mà đánh giá mức độ sơ hóa gan nó rất là có nhiều ý nghĩa. Ví dụ như đối với bệnh nhân, ca khi nãy ta nói nó là nhiễm mỡ, tập thể dục, giảm ăn. Nhưng mà nếu là F4 thì cái quy trình bước tiếp theo của họ khác. Họ phải theo dõi định kỳ nữa. Họ phải kiểm tra cái vấn đề viêm gan mỡ của họ và họ phải điều trị và theo dõi sát, nó khác hẳn. Đối với bác sĩ lâm sàng thì sơ hóa gan là một cái yếu tố để quyết định điều trị. Và cũng là một cái yếu tố trong quá trình theo dõi điều trị của họ. Và tiên lượng cái khả năng điều trị, tiên lượng cái nguy cơ xuất hiện cái HCC để mà theo dõi sát.
đó là những cái lợi cho bác sĩ lâm sàng. Và đối với bác sĩ siêu âm thì tôi quan tâm nhất, quan tâm là ở chỗ này. Chúng ta biết là cái gan mà sơ hóa nặng thì cái nguy cơ xuất hiện HSC rất cao. Cho nên khi đi khám một cái gan mà biết trước là nó sơ hóa F3, F4, chúng ta phải khám tất cả mọi cái phân thùy rất là rõ ràng. Và tôi cũng không có chấp nhận cái gọi là vùng mù siêu âm. Tức là tất cả những cái vùng mù đó do anh ta quét qua bị cái gì đó che, anh ta dùng tư thế khác thì khám được hết. Vậy thì khi mà chúng ta biết được cái ca đó là F3, F4, ta khám cái gan nó phải khác, không được sót một tí nào. Thì hy vọng là phát hiện được những cái nốt mà cỡ như nãy đó, cỡ 15mm hay là 20mm. Chứ còn nếu mà làm siêu âm mà để cái u mà ai để vào cũng thấy thì cái đó quá chẩn đoán quá dễ, và lúc đó cho bệnh nhân không có giá trị gì. Bệnh nhân cũng đâu có điều trị được. Cho nên cái quan trọng là phát hiện sớm. Vì vậy mà ta biết được cái mức độ sơ hóa gan trước, chúng ta sẽ có cái thái độ khám đối với cái gan nó khác. Phải tìm tất cả. Rồi trong định lượng sơ gan thì chúng ta dùng kỹ thuật gọi là VTQ, giống như nãy chúng ta trình bày rồi. Thì với kỹ thuật này chúng ta thấy là có nhiều nghiên cứu liên quan tới VTQ dùng trong cái sơ hóa gan. Và người ta đã tổng hợp, các tác giả ở Hàn Quốc người ta tổng hợp các nghiên cứu này lại, người ta đưa vào cái bảng cut-off chung như thế này. Thì ta sẽ có các cái giá trị, ví dụ như 1.23 trở xuống đã là F0. Tương tự như vậy, 1.86 này trở lên là F4. Vậy thì chúng ta thấy là độ nhạy, độ đặc hiệu chúng ta thấy là rất là cao, khoảng 86-90%. Vậy thì cái bảng này là cái bảng mà tôi thấy là có thể dùng được tốt. Và hiện tại ở bên Úc người ta dùng cái bảng, con số nó cũng gần xem giống nè. Cái bảng ví dụ như 1.23, 1.34 thì này 1.35, 1.8, 16 này 1.8, cũng xem như vậy. Tức là tùy theo guideline thôi. Và khi mà làm định lượng sơ hóa gan thì ta lưu ý một số yếu tố ảnh hưởng. Và trong nhiều cái yếu tố ảnh hưởng như thế này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, và tôi quan tâm nhất là cái yếu tố cái viêm. Thì tại vì nó liên quan trực tiếp, khi nào bệnh nhân mà có viêm gan cấp thì lúc đó chúng ta đo độ cứng của gan, các con số nó đều cao, thì chúng ta lại kết luận là nó là F4. Tức là cái mức độ cứng nó tương đương với F4, chứ không phải là ca đó bị viêm gan mãn sơ hóa gan F4. Và cái yếu tố này lý do là sao vậy? Thì lý do cái hiện tượng viêm nó làm phù nề ở trong gan, làm tăng cái áp lực ở bên trong cái bao clip xong, cho nên là dẫn tới cái độ cứng nó thay đổi. Vì vậy khi mà chúng ta khám một ca có F4 mà về lâm sàng, bác sĩ lâm sàng thấy là ca đó có viêm gan cấp, thì các bác sĩ lâm sàng cũng xin thông cảm cho chuyện đó. Các bác sĩ sẽ hiểu là cái độ cứng đó có thể là do viêm gan cấp mà có. Vì vậy mà chúng ta sẽ điều trị viêm gan cấp, và sau khi qua đợt viêm gan cấp, bệnh nhân sẽ trở về cái mức độ sơ hóa ban đầu của nó. Vậy thì chúng ta theo dõi một vài lần là chúng ta phát hiện được cái mức sơ hóa thật sự của họ là ở mức nào. Đó là cái yếu tố mà tôi nghĩ là quan trọng nhất. Và yếu tố thứ hai là áp lực ổ bụng. Cái này liên quan tới kỹ thuật. Nếu mà bệnh nhân đang chạy mấy bậc cầu thang mới lên, nằm lên cái siêu âm liền, chúng ta hơi hô hấp rất là mạnh. Và đó là cái áp lực trong ổ bụng nó thay đổi rất là nhiều. Vì vậy mà đo nó không chính xác. Ta cần phải khám lúc nghỉ ngơi một chút, và khám lúc mà giữa hơi thở, chứ không có hít mạnh thì nín thở. Đó là một yếu tố kỹ thuật. Tư thế bệnh nhân nằm ngửa, chút nữa mấy yếu tố này chút nữa chúng ta thực hành chúng ta sẽ xem. Quan trọng nhất là giữa chu kỳ thở, tức là bệnh nhân đang thở bình thường, tạm dừng hơi thở lại là có thể đo được. Và thứ hai là vị trí đo là 1-3 cm dưới bao gan, tức là ta tính từ bao gan. Khoảng chừng 2 cm là tốt nhất. Nếu sát bao gan quá con số nó sẽ cao. Nếu xa bao gan quá thì nó sẽ cái lực đánh xung lực nó sẽ không đạt. Vậy mà chúng ta chọn vị trí 1-3 cm, cái này là cái guideline hướng dẫn chung hết của các cái tác giả rồi. Ở Medit thì chúng ta có một số nghiên cứu về AFI này so sánh với FibroScan. Thì cái nghiên cứu này tôi làm đầu tiên ở Việt Nam mình đây. Chúng ta thấy là so sánh khoảng trên 600 ca, ta thấy là sự tương hợp nó gần hoàn toàn. Và chúng ta thấy sự khác biệt giữa cái giai đoạn mà những cái viêm sơ hóa gan mà giai đoạn 0-1-2 đó, so với cái giai đoạn 3-4, sự khác biệt rất rõ ràng. Vì vậy mà đối với so với các giáo sư nước ngoài người ta hay nói, nếu như mà dùng siêu âm đàn hồi mà quyết định ca đó là F3, F4 thì có thể tin cậy rất tốt. Tức là độ tin cậy rất cao để quyết định ca đó có tổn thương hay là không có tổn thương nặng. Nhưng mà cái điểm chung của tất cả các kỹ thuật đàn hồi là giữa F0 và F1. Giữa F0 và F1 cái độ cứng nó hay bị chồng lẫn lên nhau. Nhưng mà ở cái mức đó thì những cái mức đó không có giá trị điều trị. Chúng ta có thể có một số hãng họ lại dùng F0, F1 chung vô một nhóm. Tức là cái không có ý nghĩa điều trị. Đó là cái khuyết điểm của siêu âm đàn hồi.
Nghiên cứu của Medit liên kết với bệnh viện 115, chúng ta thấy rất là nhiều nghiên cứu. Thì cái bảng phân loại ở trên người Việt Nam đây, chúng ta thấy là trên hơn 100 người bệnh nhân được sinh thiết đây, chúng ta thấy là cái bảng phân loại của người Việt Nam nó cũng có sự khác biệt một chút xíu so với cái bảng dùng chung kia. Nhưng mà cái số lượng như thế này thì chúng ta chưa có đủ để chúng ta quyết định là chúng ta sẽ làm theo bảng này. Chúng ta vẫn dùng cái bảng dùng chung kia, cái bảng dùng chung tôi giới thiệu khi nãy đó, thì đã dùng ở Hàn Quốc, ở Đài Loan, Ấn Độ hay là ở Việt Nam mình từ đầu tới giờ vẫn đang dùng. Cho nên là chúng ta sẽ dùng cái bảng đó. Và một chút xíu để nói về cái chuyện quay lại nhấn mạnh ở chỗ viêm gan mỡ và gan nhiễm mỡ đây. Thì mà ông Spore này, ông này là ông nghiên cứu, ông làm những nghiên cứu đầu tiên về kỹ thuật siêu âm đàn hồi trên thế giới, làm những nghiên cứu đầu tiên. Và trong quá trình làm, ông đúc kết một cái bài này, ông mới vừa đăng năm 2017. Ông khẳng định lại nè, cái trọng tâm của cái ngành gan bây giờ người ta đang nghiêng về cái gan mỡ, chứ không phải là chỉ BC nữa. BC bây giờ thuốc điều trị đã tốt hơn và nó đang nghiêng về viêm gan mỡ. Và ông cũng khẳng định lại cái nguy cơ thành phát triển thành xơ gan và ung thư gan của cái bệnh gan mỡ. Và chúng ta thấy ông đặt vấn đề là làm sao chúng ta có thể sinh thiết hết hàng triệu cái gan mỡ để tìm ra cái viêm gan mỡ. Ta không thể làm chuyện đó. Và chúng ta có cái kỹ thuật này, chúng ta sẽ thay thế cái chuyện đó. Ta sẽ tầm soát những người gan nhiễm mỡ, coi ai là những người sơ hóa gan do mỡ. Một cái khía cạnh khác của cái mức độ sơ hóa gan là khi mà mức độ sơ hóa gan cao là nó là một cái yếu tố nguy cơ cao của xuất hiện ung thư gan. Và cái chuyện mà theo dõi của bệnh nhân đó là một cái bước khác. Chúng ta không phải là 6 tháng một năm, mà chúng ta có thể là 3 tháng chẳng hạn. Tức là cái mức độ theo dõi dày đặc hơn để phát hiện những cái ung thư gan giai đoạn sớm nhất. Và cái thứ hai là có thể cái độ cứng của gan, độ cứng của lách chúng ta có thể đo được hết để tiên đoán cái tăng áp tĩnh mạch cửa. Ở những cái trường hợp mà chúng ta biết là có những trường hợp không phải dễ gì chúng ta có thể nội soi để xem cái giãn vỡ tĩnh mạch thực quản. Ta dùng một cách gián tiếp, dùng độ cứng của gan của lách để xem nguy cơ giãn vỡ tĩnh mạch thực quản của ca đó là có cao hay không. Chúng ta làm. Cái hội nghị gần đây ở Ấn Độ về gan đây, chúng ta thấy là nguyên một cái bài nói rất là nhiều về cái viêm gan mỡ và gan nhiễm mỡ. Đấy là cái chuyện đó là một cái chuyện rất được quan tâm và người ta cũng dùng rất đủ mọi phương thức, từ xét nghiệm rồi cho tới cái siêu âm đàn hồi hay là cộng hưởng từ đàn hồi. Và chúng ta cũng biết rồi, cộng hưởng từ đàn hồi thì ở Việt Nam mình chỉ mới có một hai chỗ có thôi, có công nghệ. Và hiện tại giờ chỉ có một chỗ là thực hiện được là ở Medit thôi. Và nó phương tiện nó hiếm và giá thành nó cao. Cho nên chúng ta không có dùng đại trà cho bệnh gan được. Rốt cuộc thì chúng ta tới thời điểm này chúng ta thấy là siêu âm đàn hồi vẫn là một cái cần thiết hơn những cái khác. Và được cái là các cái kỹ thuật này được hướng dẫn cụ thể bởi guideline của Hội siêu âm thế giới đây, hoặc là của Hội siêu âm của châu Âu. Có một bản guideline rất là dài dòng. Các anh chị nếu quan tâm bắt đầu làm, chúng ta sẽ tải cái này về để xem hướng dẫn cụ thể của guideline quốc tế đàng hoàng. Rồi trở lại về cái chuyện mà đánh giá khối u gan. Khi nãy ta đưa ra một ca, một cái u trên nền viêm gan mãn là ra ung thư gan. Thì cái người ta làm một vài cái nghiên cứu để so sánh các u gan lành và ác tính. Thì một số nghiên cứu thì đưa ra được cái cut off ví dụ 2.13, 1.8, tức là nó quanh con số 2 m/s đó. Ví dụ như cái nghiên cứu ở Hàn Quốc đây, đưa ra số cut off 2 m/s để phân biệt cái lành với ác, độ nhạy đặc hiệu chỉ nhiêu đây thôi. Nhưng mà ngược lại có một số cái nghiên cứu thì người ta cho thấy là nó bị trùng lắp quá. Thí dụ những u này lành nhưng mà đo cái độ cứng nó lại cao nằm trong nhóm ác. Hoặc là một số u ác nó lại độ cứng nó thấp nằm trong cái nhóm lành tính. Thì đối với tôi thì quan điểm là tôi dùng cái kỹ thuật đàn hồi này trong khối u, dùng bằng cách là trong những trường hợp cụ thể. Và chúng ta sẽ tránh được, cố gắng để tránh một số cái sai sót tại sao người ta làm cái sự trùng lắp đó. Tôi lấy ví dụ một cái trùng lắp nhiều nhất là cái FNH. FNH là cái tăng sản dạng nốt, nó không phải là khối u. Nó chỉ là một tổn thương khu trú do xếp đặt tế bào sai thôi. Vì vậy mà nó không phải u, nhưng mà nếu mà nó có trong thời gian dài, bắt đầu nó sơ hóa, vôi hóa, thì lúc đó nếu đo độ cứng nó sẽ cứng, nó sẽ nằm trong nhóm ác. Còn ngược lại, thí dụ như một cái ung thư gan nguyên phát, HCC mà trên 3 cm thì nó có nguy cơ rất là cao hoại tử ở trung tâm của nó. Cho nên nếu ta đo vào vùng hoại tử thì đương nhiên nó mềm, nó nằm vô cái nhóm lành. Vì vậy mà đúc kết kinh nghiệm thì chúng ta thấy là nếu mà đo một khối u, ta nên đo ở cái viền của nó để tránh hoại tử. Ở cái vùng ngoại vi của nó, hoại tử thường ở trung tâm ta đo ở ngoại vi.
Và một số tác giả đo bằng cách là ông ta đặt nhiều cái roi. Một cái roi ở mô nền, một cái roi ở ngoại vi u, một cái roi ở bờ viền u, một cái roi ở trung tâm u, so sánh cái độ cứng thay đổi từ trong ra ngoài đó để hướng cái lành ác. Nhưng mà cách đó nó không nói lên được định lượng, không nói lên được con số. Một khối u tôi vẫn đo 5 hoặc 10 lần ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng mà ta sẽ tránh đo trung tâm. Và tốt nhất là vẫn dùng trên những khối u khoảng chừng 2-3 cm là tốt. Nhưng mà được một cái hay nữa trong tình huống cụ thể là thế này. Ví dụ ta có đa nốt gan, chúng ta có thể đặt ra những hướng nào. Thứ nhất là gan nhiễm mỡ dạng nốt, đa nốt. Thứ hai, u máu gan đa nốt. Thứ ba là di căn gan. Vậy thì ta không nhắc tới chuyện mà BMOD Doppler mà ta chỉ nói riêng về đàn hồi thôi á. Thì cái metasta, cái di căn gan đó, cái độ cứng nó rất cao hơn so với lại gan nhiễm mỡ và hemangioma. Cho nên những tình huống như thế thì ta quyết định được. Còn đối với cái mỡ thì mỡ ở trong gan nó có đặc điểm thế này. Gan nhiễm mỡ nó làm độ cứng của gan mềm hơn so với gan bình thường. Hồi trước đó, có một thời gian mấy ông Ấn Độ mấy ông mới đặt ra cái chuyện là ông lấy cut off là con số 1. Dưới 1 mét/giây ông cho là gan nhiễm mỡ luôn. Tức là ông tin tưởng vào cái điều đó tới mức độ đó. Nhưng mà chúng ta dùng thì chúng ta dùng không có tin tưởng vào một con số như vậy. Ta dùng một cái chung chung nhất. Tại vì gan nhiễm mỡ thì có thể viêm gan mỡ rồi sơ hóa gan do mỡ nữa. Chúng ta cũng định lượng theo cái bảng phân loại vừa rồi thôi. Vì tóm lại đối với cái u gan thì chúng ta chọn cách ốp là 2. Trên 2 thì hướng về lành ác tính, nhưng mà dưới 2 thì hướng về lành tính. Lấy ví dụ một trường hợp này chúng ta thấy là một cái nốt trên gan như thế này, các bạn sẽ chẩn đoán được là cái gì? Nốt như thế này. Ví dụ như là vùng gan khu trú không nhiễm mỡ, hay là một cái nang gan phức tạp chẳng hạn. Nhưng mà với siêu âm đàn hồi chúng ta thấy là một cái nốt đen hoàn toàn. Đây là một trong những cái nốt di căn gan từ phổi. Ta thấy làm thay đổi cái cách nhìn về một cái tổn thương rất là nhiều dựa vào cái độ cứng của nó. Đây là một cái hemangioma, cái FNH đây. Rồi, một cái ung thư gan nó to ở một cái vùng mà hay sót nhất của cái ung thư gan là cái bờ gan trái. Cái chỗ mà nó nằm quá xa, những cái động tác siêu âm thông thường một số anh em làm chúng ta không quét tới hết bờ gan trái. Cho nên hãy phát hiện u ở chỗ đó đa số là u lớn. Ca này cái u nó lớn tới độ mà nằm chùm lên cái lách luôn. Và cái hoại tử rất là rộng. Chúng ta thấy là chúng ta làm một bản đồ đàn hồi, chúng ta xác định được chỗ này là chỗ hoại tử. Đương nhiên ta không đo vào đó. Ta sẽ đo vào những cái chỗ nè. Những chỗ là mô đặc, mô cứng. Thì độ chính xác của cái chuyện chẩn đoán khối u nó sẽ tốt hơn. Vậy thì thuận lợi của cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi này nằm ở chỗ là nó tích hợp trên một cái máy siêu âm. Chúng ta vừa làm đàn hồi, vừa làm BMOD, vừa làm Doppler, chúng ta có một cái thông tin tổng hợp và từ đó chúng ta chẩn đoán nó chính xác hơn. Thứ hai nữa là nó có thể lặp lại, có thể làm lại, sáng làm không thấy thích hợp, chiều làm. Và có thể lặp lại nhiều lần và trong quá trình theo dõi diễn tiến của bệnh đó, chúng ta có thể có nhiều cái chuyện đó. Và trên cái đàn hồi ACFI này thì béo phì và bán bụng chúng ta có thể đo được. Tại sao? Tại vì chúng ta nhìn thấy được cái gan trước, ta đặt roi ở cái chỗ ta muốn đo thì ta đo được. Một số kỹ thuật khác thì nó mù siêu âm thì chúng ta không thể đo được. Một số hạn chế của nó, ví dụ như độ sâu 8 cm thì xung lực âm đánh không tới. Đó là chấp nhận trong hầu hết các kỹ thuật đàn hồi đều lấy con số 8 cm là làm giới hạn. Kỹ năng thực hiện là phải, đương nhiên là phải có huấn luyện nhưng mà cũng không khó lắm. Một buổi, một hai buổi là chúng ta có thể làm được. Tóm lại đối với gan thì chúng ta thấy là siêu âm định lượng sơ gan này có độ chính xác rất là cao trong cái bảng phân loại mà chúng ta nhìn thấy đó. Và phân biệt u gan thì nó còn tranh cãi nhưng mà ta sẽ tận dụng nó trong những cái tình huống cụ thể. Thậm chí tôi nói với các anh chị mà đâu phải chỉ u gan không, u nào tôi dùng cũng được hết. Tại vì tôi cần biết nó cứng hay mềm mà. Chứ không phải thay đổi gì cái chuyện mà làm việc hàng ngày hết. Chỉ cần thêm cái chuyện cứng mềm thôi. Và kết hợp với BMOD thì Doppler, tức là tất cả là kết hợp với nhau thì chúng ta chẩn đoán rất là yên tâm. Khi mà các chị quen rồi với kỹ thuật đàn hồi này, làm một số trường hợp không có đàn hồi mình không dám quyết. Nó thiếu thông tin mình không dám quyết. Còn một chút thời gian nữa chúng ta nói chút xíu về cái nhân giáp rồi chúng ta sẽ bắt đầu tới cái bước tiếp theo của chương trình. Rồi nhân giáp này chúng ta thấy cái kỹ thuật này bây giờ chúng ta còn dùng không? Tức là phải những u mà nó đủ to. Dạo gần đây thì tôi phát hiện được trong vài tháng vừa rồi, phát hiện được cũng cỡ nửa năm vừa rồi cũng phải vài chục ca.
ung thư giáp mà phát hiện tình cờ đó, nhưng đi khám tình cờ vì một yếu tố khác mà mình phát hiện. Và có những cái ca mà tôi phát hiện cái ung thư giáp có thể là 4mm, 5mm, 6mm, thành ra chuyện hàng ngày rồi. Cho nên dạo này phát hiện ung thư giáp rất là nhiều. Vậy thì những cái u như thế thì sờ thua, ta không thể nào sờ đụng được cái u đó, chứ đừng nói là biết nó ung thư hay không, ta không thể sờ được. Và chúng ta biết một điều nữa rất là hay là bệnh nhân có nhân giáp thì rất nhiều. Bảo đảm là trong một hội trường chúng ta ngồi đây thì cũng có phải có vài người, phải có vài người có nhân giáp, tức là số lượng nhân giáp rất là nhiều. Nhưng mà chỉ một số lượng ít trong số đó là ung thư thôi. Cho nên chúng ta làm siêu âm, BMOD, Doppler hay đàn hồi cũng để có mục đích là thứ nhất là phát hiện có nhân giáp, thứ hai là chúng ta gạn lọc trong đó là ca nào là nguy cơ ung thư cao để chúng ta làm sinh thiết. Chứ nếu mà sinh thiết tất cả hàng trăm người để lấy được một hai người ung thư thì chúng ta xâm lấn quá nhiều. Đó là mục đích của cái kỹ thuật đàn hồi. Và chúng ta biết là với BMOD thì chúng ta có cái, những yếu tố này là yếu tố nghi ngờ ung thư đây. Thứ nhất là echo kém hoặc là rất kém, vi vôi hóa, rồi bờ đường bờ nó không rõ ràng, rồi trục dọc, tức là trục trước sau nó cao lớn hơn trục ngang đó, và có phân bố mạch máu ở trung tâm. Nhưng mà tất cả cái yếu tố này, từng yếu tố riêng lẻ, chúng ta thấy là cái độ nhạy, độ đặc hiệu nó rất thấp. Cho nên là người ta đã dùng một cái bảng phân loại để gom cái yếu tố này lại, đó là bảng phân loại TIRAD. Đầu tiên là QUAD thực hiện đó. Ta thấy cái bảng phân loại TIRAD của QUAD nó rất là dễ làm. Để đếm ra, ta thấy một cái nhân giáp, ta đếm các yếu tố này, xem có yếu tố nào không. Ví dụ đếm ra được một yếu tố, hai yếu tố thì ta cho nó là BRAC 4B. Ba yếu tố, bốn yếu tố là 4C. Còn nếu năm yếu tố là TIRAD 5. Và tương ứng với mỗi cái TIRAD đó, theo cái số lượng của nghi ngờ đó, chúng ta thấy cái mức độ ung thư nó như thế này. Ví dụ như ta cho là TIRAD là 4A đi, ta có là 2-10% ác tính. Vậy thì ta phải sinh thiết 100 ca mới lấy được 2-10 ca ung thư thôi. Còn ngược lại cái TIRAD 3 đó thì 0-2% ác tính. Vậy thì nếu ta bỏ hết thì ta bị sót 2% ung thư. Vậy thì cái mục đích của siêu âm đàn hồi là nó nằm ở hai cái nhóm này, sàng lọc lại như thế nào trong hai nhóm này. Chứ còn nếu ta cho nó là TIRAD 5 rồi, cho dù ta làm đàn hồi nó là ép mấy, ta phải sinh thiết. Bắt buộc cho là mấy điểm đàn hồi, đã F5 rồi, đã TIRAD 5 rồi, tức là 95% ác tính rồi, không có lý do gì ta không sinh thiết. Vậy quan trọng tập trung là nhóm 4A và 4B đây. Và chúng ta thấy là các cái mod mà trên cái máy chúng ta có là EasyTouch, VTI, VTQ và VTIQ thì nó đều dùng được trên cái nhân giáp hết. Nhưng mà tôi gạch bỏ cái này, là tôi khuyến cáo khuyến cáo các anh chị, đối với tuyến giáp chúng ta có thể bỏ qua cái bước VTQ này. Lý do làm sao, chút qua phần khác chúng ta sẽ nêu cái lý do đó. Để nếu ta dùng hết 4 mod đó thì nó rất mất thời giờ. Ở hai cái mod trên này đều là strain lato, ta dùng một trong hai thôi, EasyTouch hoặc VTI, để lấy cái bản đồ đàn hồi, để ra điểm đàn hồi và cái tỷ lệ diện tích hoặc tỷ lệ đường kính, một trong hai là đủ. Và thứ hai là chúng ta dùng VTIQ để chúng ta định lượng độ cứng của nó ra đơn vị mét giây hoặc kilopascal. Đó, hai bước là đủ. Và cái này là các tài liệu tham khảo liên quan. Với tuyến giáp thì cái bảng phân loại của nó là RAGO. Chúng ta thấy là bảng phân loại này cũng rất đơn giản, dễ hiểu thế này. Nếu chúng ta làm một bản đồ đàn hồi bằng EasyTouch trên cái nhân giáp, ta thấy nó là màu xanh dương hết như thế này, đều hết bằng đúng cái nhân trên BMOD luôn. Thì cái này là 4 điểm đàn hồi, tức là màu cứng chiếm toàn bộ khối u là 4 điểm. Nếu như mà nó cứng, nó chiếm toàn bộ khối u rồi mà nó còn lan ra xung quanh nữa, tức là cái hình này anh chị thấy nó lớn hơn nè, đúng không? Tức là cái mô xung quanh này nó cũng cứng luôn, thì này là nó 5 điểm. Vậy thì 4 điểm, 5 điểm là cho nó về nhóm ác tính. Còn ngược lại, một cái mà màu xanh, màu mềm hoàn toàn, hoặc là màu có lẫn cứng dạng khảm đây, hoặc là trung tâm cứng mà ngoại vi nó mềm, thì cái này là 1, 2, 3 điểm cho nó về hướng lành tính. Và với cái cách làm như vậy thì từ năm 2007 cái tác giả RAGO này nè, họ đưa ra cái bản này và họ thấy là cái độ nhạy, độ đặc hiệu nó cao như thế này. Nhưng mà hiển nhiên con số này là con số thống kê, các anh chị nên hiểu là con số thống kê. Thống kê nó tùy thuộc vào cái nhóm người ta chọn bệnh nữa. Ví dụ như trong cái nghiên cứu này thì tác giả cũng đưa ra được một số cái ngoại lệ. Ví dụ cái nhân giáp nó quá nhỏ, dưới 4mm. Có thể là chúng ta đặt đầu dò, cái đầu dò ta bề ngang đã 5mm rồi, đè nén và tạo hình có đúng với cái nhân đó hay không, cho nên là nó một cái yếu điểm. Hoặc là cái nhân quá sâu, khi nãy tôi nói rồi đó, tiếng bú giáp quá lớn, cái nhân nằm sâu đè không tới, cũng là một cái yếu tố yếu điểm của nó. Vậy thì ta biết là cái cách làm như thế này rất có giá trị.
Rồi, với VT IQ, một cái nghiên cứu cũng khá lớn đây, chúng ta đưa ra được con số cut off là khoảng 3.5. Vậy thì nếu ta định lượng độ cứng của khối u đó mà 3.5 trở lên thì hướng về ác tính, dưới 3.5 càng thấp càng tốt thì hướng về lành tính. Cái cách làm là như vậy. Ta lấy ví dụ cái hình này, ta thấy một cái nhân giáp như thế này, và trên cái hình đàn hồi chúng ta thấy màu gì đây? Màu gì là cứng hay mềm? À, ta phải nhìn cái thang đàn hồi ha. Thang đàn hồi màu xanh dương là cứng nè, màu đỏ là mềm nè, màu xanh lá cây là giữa giữa đó. Ta thấy là ở đây màu xanh lá cây là đa số, tức là độ cứng nó trung gian, không có cái chỗ nào quá cứng như màu xanh dương nè, nó chỉ một chút ít thôi. Cái này mình đánh điểm đàn hồi là bao nhiêu điểm? Rago score khoảng chừng 2 hay 3, tức là dạng khảm là chính. Chứ còn nếu mà rõ ràng một nhân cứng ở trung tâm mà ngoại vi nó mềm thì mới là 3. Cái này có 2 điểm đàn hồi thôi. Vậy thì cái này là điển hình của một cái nhân lành tính. Ngược lại cái hình này chúng ta thấy nè, bản đồ đàn hồi thế nào, nhìn vào là đã biết nó quá cứng rồi, tức là điểm đàn hồi trên này nó đã là 4 rồi, và họ định lượng trường hợp này độ cứng nó là lên tới 4.7 m/s, tức là cao hơn cách off 3.5 rất là nhiều. Cái trường hợp này rất là hay, là một cái nang như thế này, thông thường thì gặp cái nang giáp chúng ta gặp hàng ngày đúng không? Anh chị nào làm siêu âm giáp mà chưa gặp nang giáp không? Nang giáp gặp hàng ngày. Và trong diễn tiến của một cái phình giáp keo, ban đầu là một cái nhân đặc, sau đó hóa lỏng dần dần, tức là nó có lẫn giữa nang và đặc, và dần dần thì nó mới toàn là nang. Như vậy thì khi ta thấy cái nang này, ta rất hay chủ quan nó là một cái nang giáp keo. Nhưng mà chúng ta cũng không ngờ được là giới đàn hồi nó cho thấy một cái phần ít mô đặc ở chỗ này nè, nó là rất cứng. Và ca này là một trường hợp PTC đây, ung thư tuyến giáp. Một ca bệnh viện răng hàm mặt gửi qua chúng tôi để khám cái tuyến mang tai. Tôi khám tuyến mang tai xong rồi thấy sỏi của ống tuyến mang tai xong xuôi hết rồi, quét thêm chơi chút vô tuyến giáp thấy cục này. Rốt cuộc ra là cái tình cờ mình phát hiện nó lại quan trọng hơn. Nhìn cái cục này thì các anh em làm siêu âm thông thường ta nhìn là ta biết nó ung thư rồi. Trục là trục trước sau nè, trục trước sau nó lớn hơn trục ngang nè, rồi bờ thì không rõ nè, echo rất kém và có vi vôi, tức là tirach 5. Cái này là chắc chắn là ung thư rồi, tưới máu là loạn xạ. Và chúng ta thấy trên các cái mốt đàn hồi tôi dùng thử, tôi thấy ECTET nè, nó là khoảng 4 điểm đàn hồi, 4 hay 5 điểm. VTI cũng vậy, và cái tỷ lệ diện tích đo được là 1.4, tức là nó cao hơn 1 rất nhiều. Với VTIQ thì ta đo được vận tốc sóng biến dạng nó là 4.56. Thường thường trả lời kết quả trên cái bảng tổng hợp này, ta đo là nhiều điểm, 10 điểm hay là 5 điểm gì đó. Ta lấy con số min để trả lời, tức là min là 4.56 đây. Và đây là một ca điển hình của ung thư giáp. Chúng ta thấy là BMOD, Doppler, đàn hồi, các MOD đều là điển hình hết. Còn ca như thế này, theo như anh chị nếu làm siêu âm thấy một cái nhân giáp như thế này thì có bắt buộc phải chỉ định làm sinh thiết không? Nếu thông thường không dùng đàn hồi gì cả. Chúng ta thấy là BMOD, nó là phản âm nó hơi kém đúng không? Cái trục nó là, thứ nhất là nó mô đặc nè, nó một điểm nè. Phản âm hơi kém một chút và có tưới máu trung tâm. Tưới máu trung tâm thì không nằm trong tirat của quad, nhưng mà nó là một yếu tố phụ thêm. Vậy thì cái nhân này bắt buộc chúng ta phải chẩn đoán nó tirat phải là 4B, 4C rồi. Nhưng mà với đàn hồi, cái nhân này nó rất mềm. Ta thấy là điểm đàn hồi khoảng nhiêu? Khoảng 2 thôi. Độ cứng của nó đo được có khoảng 1.9, 2.4, tức là dưới 3.5 rất xa. Vậy thì các mod đàn hồi đều cho thấy nó là một nhân mềm. Nhưng mà BMOD, Doppler thì chúng ta hướng về một cái nguy cơ ác tính cũng mức độ trung bình. Vậy mà chúng ta nếu dùng đàn hồi thì chúng ta làm thay đổi như thế nào cái này mới được. Nên nếu không tất cả như thế này sinh thiết thì ra phình giáp keo thôi. Vậy thì giá trị của siêu âm đàn hồi là ở cái chỗ thêm vào một cái thông tin, thêm vào cái BMOD và Doppler đang sẵn có và thêm. Và vấn đề là ta thêm như thế nào. Một cái nghiên cứu ở Nhật mới đây chúng ta cho thấy là dùng cái đàn hồi này để thay đổi cái tirat 3 và 4A, giống như tôi nói với anh chị nãy đó. Trong số những bệnh nhân mà tirat 3 đó có khoảng dưới 2% là ác tính, ta sẽ làm đàn hồi những ca đó để coi trong số đó ca nào là cứng, ta chuyển nó lên tirat là 4A. Và ngược lại, những ca nào mà ta cho là tirat 4A là cái nhiều nhất, thực tế ta thấy nhiều nhất. Nếu như mà ta làm đàn hồi ta thấy nó quá mềm, các mod nó đều mềm điển hình, ta chuyển nó thành tirat 3 để theo dõi thôi. Và với cái cách làm như vậy á, thì chúng ta tránh bỏ sót ung thư giáp mà lại giảm cái số lượng sinh thiết đi. Vì vậy mà cái độ nhạy nó vẫn không đổi, nhưng mà độ đặc hiệu nó tăng lên từ 20% lên 47%.
Vậy thì cái số lượng mà phải làm sinh thiết nó giảm đi rất nhiều. Một số cái hình ảnh nữa chúng ta thấy là một cái nhân giáp đây thế này, đặt cũng hơi cô kém đây, nhưng mà để đàn hồi rất mềm, một cái nhân lành tính và một cái nhân ác tính rất là rõ, ác tính rất rõ đây. Cái này là cái hình biểu đồ chất lượng nha các anh chị, cái hình này mới là hình vận tốc sóng biến dạng nè. Biểu đồ chất lượng, trên biểu đồ chất lượng thì chúng ta thấy cái vùng ta cần đo đó nó màu xanh lá cây hết đó, tức là chất lượng cao đó, hai ở chỗ này nè, thì lúc đó là cái này là bản đồ này là đạt chất lượng. Còn ngược lại nếu mà ta làm cái bản đồ mà ta thấy nó màu xanh, màu vàng, màu cam thì đủ thứ hết, là cái bản đồ nó không đạt, chúng ta không dùng để đo. Rồi tóm lại, đối với siêu âm đàn hồi ở nhân giáp thì chúng ta thấy là nó giúp chẩn đoán chính xác hơn và tránh bỏ sót ca giáp, tức là nó tăng độ đặc hiệu nhưng mà nó giảm độ nhạy đi. Không giảm độ nhạy, giảm cái sinh thiết không cần thiết. Và đặc điểm này, cái yếu tố anh chị quan tâm nữa, ở tiếng vú cũng vậy. Khi ta cần sinh thiết một cái nhân giáp lớn, ta sẽ lựa chỗ nào cứng nhất của nó, ta dùng một bản đồ đàn hồi, ta coi chỗ nào cứng nhất ta sinh thiết vào đó. Hoặc là trong tình huống mà bệnh nhân có nhiều nhân giáp, chúng ta dùng bản đồ đàn hồi để ta lựa ra cái nhân nào là nhân nguy cơ cao nhất để ta sinh thiết, để làm cái độ chính xác của sinh thiết nó cao hơn. Và cũng hạn chế của nó có một cái khái niệm gọi là ung thư tuyến giáp mềm. Cái này là một cái giới hạn vô cùng đối với siêu âm đàn hồi. Vì vậy nó có những cái giới hạn của nó, chúng ta không thể bỏ BMOD Doppler được, ta không có dùng một mình đàn hồi được, ta phải gạn lọc nó bằng BMOD Doppler nữa thì độ chính xác nó mới cao được. Hoặc là những cái tổn thương lành tính lâu ngày quá, nó vôi hóa, sơ hóa, hoặc là cái người nhân giáp quá lớn, nhân giáp quá nhỏ, quá sâu, thì đó là những cái giới hạn của nó. Và chúng ta làm kỹ thuật mà nó càng tốt thì những cái giới hạn nó bớt lại. Ví dụ nhân giáp lớn quá, ta đo ở rìa mép của nó, ở rìa mép giữa nhân và cái tổn thương và mô xung quanh, chúng ta không có cố bao trùm hết cái nhân nó không được, thì ta đo ở rìa mép của nó. Đó là siêu âm tuyến giáp. Buổi sáng nay chúng ta dừng lại chỗ này, chúng ta sau giờ giải lao chúng ta sẽ tiếp cái phần mà ứng dụng trên tuyến vú. Thì tiếp theo là chúng ta làm gì đây? Hang on, chúng ta sẽ làm trên siêu âm. Chúng ta đây có máy S2000 đây, tức là có tất cả các mod đàn hồi. Rồi kế bên đó là cái máy NX2 Elite đó, thì nó có chỉ có cái Easy Touch thôi. Thì chúng ta sẽ thực hành tất cả các cái dòng đàn hồi trong gan và tuyến giáp. Và chút xíu nữa chúng ta sẽ bắt đầu nói về tuyến vú và thực hành về tuyến vú. Các anh chị nghỉ ngơi xíu.